Quả bóng vàng 2024 lần thứ 68 trong lịch sử được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất vào rạng sáng 29 tháng 10, lúc 2 giờ, giờ Việt Nam, tại nhà hát Theatre du Châtelet, Pháp. Đáng chú ý không có Lionel Messi, không có Cristiano Ronaldo trong danh sách đề cử. Khi giải thưởng Ballon d'Or, quả bóng vàng, được trao tại buổi lễ tại Paris, người ta liền có cảm giác về sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong bóng đá. Sự thiếu vắng của hai siêu sao là dấu chấm hết của một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất của môn thể thao vua. Tôi thấy thú vị khi chúng ta bắt đầu hỏi, đâu là cuộc cạnh tranh tiếp theo tương đương như thế, nhà báo bóng đá Jonathan Wilson nói với The Associated Press, như thể đó là trạng thái tự nhiên. Nhưng chưa bao giờ có cuộc cạnh tranh nào như thế trước đây. Thay vì Messi và Ronaldo, năm nay tiền đạo cánh Vinicius Junior của Real Madrid được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và có thể trở thành người đầu tiên giành giải thưởng quả bóng vàng trong thế kỷ này. Vinicius đã khẳng định tài năng của mình trong tuần qua với cú hat-trick ấn tượng tại Champions League trước Borussia Dortmund. Vinicius đã có một mùa giải tuyệt vời và là cầu thủ chủ chốt. Anh ấy đã chứng minh mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng đội của anh, Lucas Vázquez, nhận xét. Tuy nhiên, thay vì Vinicius dẫn dắt một kỷ nguyên thống trị mới, quả bóng vàng có thể trở lại thời kỳ trước Messi và Ronaldo, khi các cầu thủ giành danh hiệu này nhiều lần là khá hiếm. Những cầu thủ vĩ đại của Pháp như Zinedine Zidane cũng chỉ giành được giải thưởng một lần, tương tự như Ronaldinho, Rivaldo, Luis Figo và Jorge Mendes. Giải thưởng từng giới hạn cho các cầu thủ châu Âu, nên huyền thoại Pelé hay Diego Maradona chưa từng giành được. Trước Messi, cầu thủ gần nhất giành giải 2 năm liên tiếp là tiền đạo người Hà Lan Marco van Basten vào năm 1988 và 1989. Còn tiền đạo Messi đã giành Ballon d'Or thứ 8 của mình vào năm ngoái sau khi đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 2022. Messi đã xuất sắc trong suốt 17, 18 năm qua, Wilson nói tiếp. Đây không chỉ đơn thuần là đếm danh hiệu, nhưng xét về sự vĩ đại trong thời gian dài, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Sự thống trị của Messi và Ronaldo cũng dẫn đến việc chưa từng có một người chiến thắng nào sinh trong thập niên 90. Vinicius Junior, người đã giúp Madrid vô địch cúp châu Âu lần thứ 15, là đại diện của thế hệ cầu thủ mới nổi, khi Messi và Ronaldo đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham và Lamine Yamal là những tài năng triển vọng có thể sẽ cạnh tranh trong nhiều năm tới. Tiền vệ Manchester City, Rodri, cũng là ứng cử viên hàng đầu và có thể trở thành cầu thủ sinh trong thập niên 90 đầu tiên giành giải thưởng. Mbappé, người đã được coi là người kế thừa Messi và Ronaldo, sinh năm 1998, nên nhiều khả năng trong tương lai sẽ có một người chiến thắng từ thập niên đó, dù Rodri có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Kể từ khi Ronaldo giành Ballon d'Or đầu tiên vào năm 2008, chỉ có Luka Modric, 2018, và Karim Benzema, 2022, là những người khác giành giải. Đều sinh trong thập niên 80. Giải thưởng đã bị hủy vào năm 2020 khi Robert Lewandowski được xem là cầu thủ xuất sắc nhất năm đó. Quả bóng vàng được sáng lập bởi tạp chí France Football và bắt đầu trao giải từ năm 1956. Giải thưởng được bầu chọn bởi các nhà báo từ 100 quốc gia xếp hạng cao nhất của FIFA. Mỗi nhà báo chọn 10 cầu thủ, xếp hạng theo thứ tự, với điểm số tương ứng cho từng vị trí. Người chiến thắng là cầu thủ có tổng điểm cao nhất. Cần biết sự thống trị của Messi và Ronaldo trong thời đại mạng xã hội đã nâng tầm danh tiếng của giải thưởng. Các cầu thủ nói về giấc mơ giành quả bóng vàng như cách họ từng nói về Champions League hay World Cup. Trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng, khả năng giành Ballon d'Or cũng được sử dụng, với các điều khoản hợp đồng quy định rằng câu lạc bộ sẽ trả thêm chi phí nếu cầu thủ của họ giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dù Vinicius đang chiếm ưu thế trong cuộc đua năm nay, cuộc cạnh tranh giữa Mbappé và Haaland có tiềm năng phát triển thành một đối thủ mới cho danh hiệu này, đặc biệt khi họ là tiền đạo của hai đội bóng hàng đầu châu Âu là Real Madrid và Manchester City. Lễ trao giải quả bóng vàng 2024 lần thứ 68 đã diễn ra vào rạng sáng 29 tháng 10, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên với sự vắng mặt của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong danh sách đề cử. Vinicius Junior của Real Madrid hiện là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng có thể quả bóng vàng sẽ trở lại thời kỳ trước Messi và Ronaldo, khi các cầu thủ giành giải thưởng nhiều lần là hiếm, sự thống trị của Messi và Ronaldo đã kết thúc, và một thế hệ cầu thủ mới nổi lên, bao gồm Mbappé, Haaland, Bellingham và Yamal, đang tranh giành danh hiệu. Tuy nhiên, Rodri của Manchester City cũng là ứng cử viên hàng đầu và có thể trở thành người đầu tiên sinh trong thập niên 90 giành giải. Quả bóng vàng, được sáng lập bởi tạp chí France Football, được bầu chọn bởi các nhà báo từ 100 quốc gia xếp hạng cao nhất của FIFA,
giải thưởng đã trở thành một biểu tượng của thành công trong bóng đá và được sử dụng trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng.